Nguy hiểm quá các bạn, mình mới phát hiện ổ gì đấy, toàn lông gà không, toàn lông gà hay lông chim các bạn. Để mình quay sát sát cho các bạn nhé. Đây này, lông gà hay lông chim này. Đây này, hay này, hay là hang rắn, hang rắn bắt, bắt gà không biết. Đây, ui ui. Đây này, ui, đàn dễ không các bạn nè. Ui, đàn dễ này các bạn. Đúng các bạn nhìn không? Toàn rễ không các bạn nhìn không? Ui, hang, ui hồi. Ui, sâu chưa các bạn? Này, sâu không? Ui, rễ này. Đây, 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 đây. Đây, 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 đây. Ống á. Ai có con rắn ở đường ống này? Phải không bạn? Nhìn này. Phải không? Sâu rồi. Sâu lắm. Đường rễ, rễ bó này. Các bạn nhìn như lông gà, lông gà hay lông vịt đấy các bạn. Này. Các bạn nhìn lông này. Hay là cho hang rắn nó mổ gợn lông không biết này. Đúng các bạn nhìn lông gà hay lông vịt đây. Nóng quá. Đây, đây các bạn. Này. Này. Lông này. Chắc đoán là chỉ có là lông lông gà. Để chỗ này là có hang rắn. Rắn nó chui vào vào cái hang cái ống, cái đường ống kìa. Và trong đường ống kìa, mình không dám bước lên các bạn. Chỗ khu này nó bụ, khu bụ ông tùm ấy. Mình thấy nhiều đường lắm. Đi đây, đoạn đường này, đoạn này nó ăn. Nó ăn đồ này. Bạn, đây. Cái vết đường nó đi. Đây đây đây. Đây, đây các bạn nhìn nhá. Đây này. Đường ống này. Đây, đường ống các bạn. Đây những bụi rậm, đường bụi của voi các bạn nhiều đấy. Đây thì nó cái đường này năm đường, đây nó đường nó đi này các bạn, đây đường nó đi này. Các bạn nhìn thấy đường nó đi nhẫn này. Nó ăn đến ăn gốc gốc cỏ luôn, nhìn các bạn nhìn ăn gốc cỏ luôn đấy. Đường đi chậm trong bụi kia, không biết đố các bạn đây là đường gì. Nếu bạn sẽ đoán đúng, bình luận cho mình và chia sẻ bình luận cho mình nhé, và like đăng ký kênh cho mình nhé. Mình quay ngắn thì vậy thôi, các bạn xem hay ủng hộ mình nhé. Mình xin chào tất cả mọi người nhé.